về kỹ thuật chất liệu này. Bài của các bạn sẽ là phát từ Nhật Bản đây. Để làm cái này người ta gọi là illustration. Thứ nhất là để vẽ ra đám mây, một là dùng pen, hai là các bạn dùng brush, đúng không? Cái tô màu rất dễ. Thì chú ý là khi các bạn dùng brush, các bạn ấn enter để tăng cái gì nhỉ, cái độ mềm hoặc độ cứng khi bạn vẽ. Ví dụ các bạn để là độ cứng này mà, thì mình vẽ như này thì nó giống hệt, nhưng mà enter các bạn để đủ mềm tăng lên thì vẽ như này, lúc xử lý xong là nó êm hơn, thấy không, nó vê tròn hơn, hoặc là nó cố tình nó sẽ ra nhỉ, nó hiểu là các bạn muốn vẽ mềm nó sẽ cuốn những cái đoạn này nó thành mềm mịn. Thì đấy, để thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng công cụ gì nhỉ, pen brush tool B để gì nhỉ, tạo ra cái đấy nhá, nét vẽ tự do nhá. Sử dụng công cụ pen brush tool B để tô màu, tô nét, quên mất, để tô nét, pen brush tool B tô nét. Được chưa? Pen brush tool B tô nét. Ấn enter để chỉnh cái gì, tăng giảm cái độ mềm khi vẽ. Rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ chỉnh cái này smooth là mềm và accurate là chính xác hơn, mềm hơn. Thì bây giờ mình vẽ. Thì các bạn cứ thế, các bạn tô này thôi. Các bạn chọn cái nét màu đen hay màu gì đấy, các bạn sẽ tô. Đấy. Mình có thể nó to thì kệ nó. Đấy. Xong tí nữa mình tinh chỉnh thêm bằng pen được, đúng không? Như này đi. Ok, như bạn có này. Sau khi có này, nếu mà muốn nó bình thường ấy, thì các bạn, ví dụ như các bạn thay đổi nét các kiểu, không thay đổi này, vì nó là cái công cụ brush nó hơi. Ví dụ mình chọn nét đầu nhỏ đúng nhá, không được này. Thì tốt nhất là các bạn cho nó trở về mặc định là ấn gì, đen trắng, ấn phím D phát là trở về bình thường luôn. Đó. Sau khi thành bình thường này, mình thích làm gì mình làm. Đấy, tăng nét này. Rồi. Chọn tất cả này, gai cỏ gì nhỉ? Bỏ mạng đi. Đấy, thì bạn có cái. Đúng không? Ngon luôn. Đấy nhá. Tăng những cái này to lên nữa. Đấy, còn những trường hợp chỗ nào mà nó không được gì nhỉ? Êm ấy, thì các bạn dùng công cụ smooth. Đúng không? Các bạn quẹt qua cái điểm đấy. Đấy. Nhá. Quẹt. Quyệt đấy, nó có này, dễ thôi. Chú ý một số cái hỗ trợ ở bài này là các bạn dùng công cụ brush để tô ra này. Sau khi tô xong sẽ phải ấn phím D để trở về gì nhỉ, mặc định, để cái hình không còn tí hiệu ứng gì nhá. Mình chỉ sử dụng công cụ brush để mình tô thành cho nó dẻo tay thôi, đỡ dùng pen nhá. Thứ hai này, cái nhóm này là cái nhóm đấy gì nhỉ, vẽ gọi là nó hơi gọi là tinh chỉnh bút chì này, làm mềm này, smooth tool. Thì đối với công cụ smooth tool này, muốn làm mềm một cái đoạn, các bạn dùng công cụ smooth, sao nhỉ, di dọc lên cái đoạn đấy, hoặc là quét qua cái điểm path ở cái đoạn mà nó bị gãy, đúng không, này cũng được đấy, hoặc là bạn quét qua này cũng được đấy, thấy không, bấm cái điểm path đấy, quét thì nó sẽ mềm. Ok, thì đó là công cụ hỗ trợ cho các bạn nhá. Cách sử dụng chú ý đấy, ta nhà đặt cái công cụ lên cái giữ chuột lên cái điểm neo ạ, quẹt chuột cái nó sẽ mềm thôi. Này, sau khi mà các bạn xử lý xong, các bạn quay lại công cụ A, các bạn thấy những phần nào nó chưa kết nối thì mình sẽ phải cho nó dính, đúng không? Muốn cắt nát ra thành một mảng riêng thì bọn này nó phải dính, chắc chắn điều đấy luôn. Đây. Thế thôi. Đấy, đẹp chưa? Còn những cái này các bạn vẽ thêm phiến phiến nha, các bạn chỉ cần vẽ một hai cái rồi vẽ hết. Sau khi có này rồi tiếp tục là gì nhỉ? Object path biến nó thành mảng, đúng không? Outline stroke thì nó thành một cái mảng như này. Cho tất cả cái mảng này. Đây, ví dụ các bạn có một cái mảng này đi. Đấy. Bây giờ muốn bên trong này có một cái phần màu khác ấy, thì có hai cách.
cách đầu tiên là chuột phải chọn gì nhỉ, Relay thì nó thành này đúng không. Muốn Relay ấy, thì tất cả các bọn này nó phải là những cái mảng nó liền nhau đúng không, thì nó sẽ coi như là đây là cái hình bên ngoài, còn đây là cái hình bên trong. Còn cách khác thì các bạn vẽ một cái hình bên trên, sau bạn sẽ chọn hai cái cắt gì nhỉ, nát như này, xóa một phần ngoài đi là xong. Ok, qua dê. Ok, con dê đây xuống một group. Đấy, còn bạn nào thích nó bay nhiều mây thì cho vào symbol đúng không, xịt tứ tung lên đấy nha. Có thể là các bạn cũng có thể tạo thành một group được, các bạn thể ấn F5 xong các bạn thả lên. Anh mà thôi cái này thôi, ngáo ngơ bây giờ. Đó là cái phần brute này, à phần brute kết hợp với một số cái hỗ trợ. Cái phần xoay các bạn biết rồi đúng không? Xoay này tự làm nhá. Đứng bên cạnh đứng vợ ơi. Đây ví dụ các bạn sẽ xoay một cái hình khoảng độ là 15 độ review hay chả 7 độ thôi. Copy đấy. Sau các bạn cắt nát với một cái hình gì đó là các bạn có nhiều mảng, hoặc là các bạn lấy một cái nét cho các bạn xoay tâm cho các bạn biến thành được nhiều cách. Vậy cái sóng, sóng làm cách nào? Cái sóng này khác, cái sóng này khác, cái sóng dưới này làm bằng cái gì? Chất liệu ạ? Chất liệu không nhai cái này nhá. Thì cái này ấy, chỗ này gần này, chỗ này mau này, chỗ này lại gì nhỉ, thưa thấy không? Cái sóng này mau, chỗ này sóng lại thưa. Thứ hai ấy là cái sóng này nó còn dập dành nên cho nó chất liệu là nó thành một phẳng đét luôn đúng không. Ví dụ như là đây, ôi chém bố nhiều thế, bố vợ ơi tắt máy đi bố vợ ơi. Đấy chém bố khi mà mình trong sáng ấy thì không có gì cả. Đấy nha, ví dụ là nếu mà các bạn làm cái này, ô mấy ông bây giờ mấy ông bà chỉ muốn cho con đấy có chồng sớm. Anh có biết mẹ em bảo ta thì chồng này có bạn gái. Đưa ngay Yến về. Ngay Yến đấy. Đấy. Đây, đây thì nếu mà các bạn dùng chất liệu nhá thì nó sẽ thành này. Đúng không? Tức là nó thành phẳng chứ nó không được như này đâu. Thì làm cách nào được như này? Nếu mà muốn từ cái này ấy, muốn thành thì một là các bạn phải object tách chất liệu ra thành bình thường. Expand. Sau khi expand đủ cái trò ungroup, chuột phải hủy mặt nạ. Sau lại chuột phải này, ungroup, chuột phải tiếp hủy mặt nạ này ạ. Thế này thì các bạn mới tách được ra từ cái một. Ôi này thôi, kéo chưa. Chơi trò hay nhất là các bạn Ctrl D cho nó nhanh. Trong trường hợp này thì mình copy này ra. Đấy. Xong Ctrl gì nhỉ? D. Này đi. Anh à. Mình sẽ các bạn thể ấn một cái lệnh nó là V Enter. V là công cụ gì nhỉ? Di chuyển đúng không? Các bạn ấn Enter. Đấy, các bạn sẽ thấy nó di chuyển một khoảng cách, ví dụ các bạn thích này. Nhưng mà muốn di chuyển có kích thước khoảng cách nhất định, các bạn thể ấn V Enter. Mình để chiều ngang của nó, chiều dọc để bằng 0. Chiều ngang mình sẽ để thế nào. Mình nhân đôi này ra. Ctrl C, Ctrl F để được hai cái. V Enter. Đâu nhỉ, V Enter. Đấy, chiều dọc mình để bằng 0. Đây chiều ngang đây, các bạn giảm này xuống. Đấy. Thì hiểu cách của anh làm không nhỉ? Tức là nếu mà các bạn kéo cái này ấy, tức là nếu mà mình làm chất liệu chính xác luôn. Nhưng mình kéo mình đặt như này thì có thể là nó hơi bị sai thì cái này đúng thế. Đấy. Đấy, ví dụ như này nhá. Chắc mình đặt cái này chắc không ok được.
Hoặc là nếu các bạn, tốt nhất là các bạn lấy mẹo, ví dụ như đây sẽ là, đây là cái nét này, mình sẽ căn cái này với cái hình này. À đấy, nó lại không căn, nó lại căn với cái đấy cơ. Vì đấy thì tốt nhất là các bạn chơi trò này đi. Nó sẽ cách nhau một cái khoảng gì đấy, các bạn tự bịa thì. Nếu mà muốn gọi là đây gọi là chính xác 100% á, thì bạn làm kiểu này. Đúng không? Đấy. Đấy, được không? Thì nó sẽ ship như này. Đấy gọi là trường hợp còn mình, nếu không thì các bạn V enter cũng được. V enter xong mình chỉnh chỉnh từng cái một. À, sau khi được này các bạn ấn Ctrl D. Đấy, ôi giời. Ctrl D thì nó thành những cái đối tượng lẻ này ra phát xong luôn. Đấy, chọn tất cả này, copy xuống. Này đi. Thế chẳng hạn, cho nhanh. Copy tiếp. Rồi, bây giờ chỉ cần căn cho gì nhỉ? D là xong. Đó. Thế thì các bạn có dập dành này. Còn nếu mà làm kiểu chất liệu hủy ra là nhàng lắm. Còn nếu không các bạn có chất liệu, các bạn mặt nạ chất liệu cũng được. Sau đấy nhá, sau các bạn làm thêm một cái mảng nữa bên dưới cũng kiểu vậy, nhưng mà mình xếp gần hơn. Thì làm như này được cái là mình thích đan cái sóng nào vào đan được này. Còn chất liệu không có đan bằng mắt. Đúng không? Chất liệu làm sao mà tự nhiên dí một cái nó mọc ra đây được. Thế vậy mấy sóng con này thì các bạn làm kiểu gì? Vẽ vào đây dùng cái lệnh gì tạo ra cái sóng con này? Blend. Đúng không? Nó có ba cái hình này. Có phải blend với nhau không? Đây này, 1, 2, 3 hình này. Blend hai hình với nhau. Mạnh hơn blend đi nhỉ? Dạ. Hơn blend chưa? Biết blend không? Nhớ không? Ví dụ để mình vẽ này trước nhá. Vẽ này thì các bạn vẽ nó nghề nghệ một tí. Vẽ hình tròn. Vẽ tiếp hình tròn. Vẽ tiếp hình này. Vẽ tiếp hình này. Anh vẽ kiểu này. Đấy, vẽ tiếp này vào đây. Đúng không? Thì bạn có hết tất cả cái này. Bây giờ ông City một tí để xem còn hình gì nhau. Bây giờ lại dùng hình tròn. Vẽ tiếp đây. Vẽ tiếp một hình nữa ở đây. Tiến hành này. Đấy. Các bạn có tất cả những cái hình nó ở đây. Đúng không? Đây là tất cả những hình. Mình sẽ chọn cái công cụ này. Giữ. Không giữ gì cả. Cho hết tất cả bọn này thành gì nhỉ? Một mảng. Đúng không? Còn bọn này thì sao nhỉ? Lại bỏ đi. Nhớ. Đấy thì cái này hình này phải vẽ bằng nhiều hình tròn như này thì hợp lý. Đấy, một cái như này. Ctrl C, Ctrl F. Xong để cái tâm nó ở đây. Xoay một tí. Thì bạn có hai hình. Đấy, đại khái vậy. Trong đầu hai cái này mình gì nhỉ? Blend phát là xong. Ấn gì nhỉ? An, Ctrl B. Hình thành đây. Hiểu chưa? Đấy. Thì các bạn thể nhất là các bạn co giãn hình làm sao nào lý. Ví dụ như hình này nó hơi to quá, mình có thể thu bé lại một tí. Lại được. Rồi ấn An, Ctrl B. Đấy, các bạn có ba cái này. Sau này vậy nhỉ? Này kéo dài ra đi. Đấy đi. Còn nếu mà muốn giống như này thì các bạn phải có cái nét chuyển sắc, mảng chuyển sắc nữa. Sau khi mà các bạn có này rồi thì mình sẽ đặt lên trên này. Triển khai luôn. Đấy. Với đàn vào một danh việc. Đàn vào lâu vãi luôn. Bây giờ mà cho nó chui vào đây thì... Thế nào?
chọn tất cả này, ví dụ như cái này dễ nhá, thì chọn ba cái hình này cho lên trên cùng, đúng không? Cái này nữa, nhớ che cái cháu này. Ví dụ như bây giờ nó đang ở đây chẳng hạn, thì cho là rất nhiều. Nếu mà đang ở đây thì ví dụ như mình đang ở cái sóng này nhá, khó nhỉ? Ba cái này, một lũ này, một cả họ hàng nó đứng dưới này này. Thế nhá, ba thằng này phát là đè đầu cái cổ, phát là chết ngay. Đấy. Thế là phải tất cả bọn này cơ. Chưa? Tưởng mà nhai dễ, tưởng dễ nhai mà nhai không dễ. Chỗ này à? Đù. Đấy, ví dụ trường hợp đấy thì lại cho tất cả bọn này cho xuống. Đây, chơi tất cả hàng trên này. Và này, có phải là tất cả bọn này đúng không? Cho xuống dưới. Đấy. Đúng không? Đấy, ví dụ thế. Thì có thể các bạn chơi trò các bạn quét quét thế thì cũng được. Còn nếu không thì các bạn cắt cái này đi. Các bạn sẽ lấy cái tẩy cái gì đấy, các bạn tẩy bỏ phần này đi, hàng mặt nạ thì tùy sao loại của nó đi. Mình có cái này nhá, sau khi mà có cái này rồi làm thêm mấy cái to to nữa. Và nếu muốn làm cái to này thì blend xong rồi expand ra, expand ra thì mới tách nó thành từng cái sóng dài dài, đúng không? Ví dụ như mình được cái như này rồi chẳng hạn, muốn thành ba cái sóng khác nhau ấy, thì object expand, ok, expand xong rồi thì bắt đầu nó mới tách được riêng từng cái này ra thì mới chỉnh được cái như này, đúng không? Đấy, ok, thế thôi, triển làm phát là xong này. Còn ví dụ như cái bẩn bẩn này thì làm như ở chữ 1976, nhớ không? Quà gì nhỉ? Nó trộn đúng không? Đấy thì các bạn có một cái ảnh ngoài này rồi, không có à? Cứ hòa bừa đi. Thấy cái nào uống được thì hòa. Vụ này nhá. Đặt lên đây. Đấy. Thấy không? Windows Transparency. Đây nó đang dụ Duncan nó như này. Anormal như này. Nếu mà Multiply trong trường hợp này không được, vì cái ảnh này toàn màu tối hết. Nếu mà Multiply nhìn nó kinh lắm. Mà Screen thì nó lại hơi sáng. Overlay là gì? Tăng tối tăng sáng. Thì cái thành này đấy. Thì nói chung là do cái chất liệu của các bạn nữa. Các bạn kiếm được cái chất liệu nó hợp lý thì nó ok thôi. Ví dụ như trong cái phần bài máy nhỉ? Không. Có phần texture ở đây. À, tiến vào máy mình làm luôn à. Xong làm xong cái này thì bắt đầu học sang cái kia. Multiply. Hả? Cái gì? À cái đó này. Làm xong cái này thì lại dạy tiếp được không? Nha. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Biết tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có đoạn cuối nó cứ có mấy cái con ếch ông nhảy linh tinh phải không? Mà trộn nó ra là cái đấy đây. Cái này. Ending. Tôi thấy hoa vàng không biết có không? Chả hiểu gì nữa đi. Hoa vàng. Dạ.